Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái vòng lặp do while. Đấy. Đây là thì như các bạn thấy thì đây là một cái cấu trúc cơ bản của một cái vòng lặp do while. Đấy. Nhưng thường thì cái ở cái do này thì nó nằm trong cái do này sẽ là một cái nhóm lệnh. Đấy. Thì mình đã giải thích cái dấu móc này là gì ạ? Đấy, đó chính là hai dấu móc này là chính là sự kết bắt đầu và kết thúc của một nhóm lệnh. Đấy. Nó là một khối lệnh. Đấy, do câu lệnh và tiếp sau là while biểu thức điều khiển đấy, biểu thức kiểm tra đấy. Và sau đó sẽ trả về quả. Thì không giống như cái vòng lặp while thì do while nó sẽ in ra, tức là nó sẽ kiểm tra thực thi trước, nó sẽ thực thi trước, sau đó mới kiểm tra cái biểu thức điều khiển này. Đấy. Nhưng đối với câu lệnh while thì nó lại khác, nó sẽ kiểm tra cái điều khiển trước, đấy. Kiểm tra cái biểu thức này trước, sau đó mới thực thi cái câu lệnh. Đấy. Đó là sự khác biệt giữa while và do while đấy. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu một cái ví dụ nhỏ để các bạn dễ hình dung hơn. Ở đây mình sẽ xét một cái ví dụ đơn giản thôi. Đây, đây là một cái ví dụ nhỏ. Đấy, mình khởi tạo giá trị y ban đầu bằng âm 1 và mình sẽ in ra cái giá trị đó với điều kiện là nó phải lớn hơn 0. Đấy. Ở đây thì chúng ta có thấy rõ ràng, chúng ta thấy y bằng trừ 1 thì nó bé hơn 0. Cho nên là chúng ta sẽ thấy kết quả như sau. Đấy, nó vẫn in ra cái số trừ 1 đấy ạ. Đấy, nó vẫn in ra cái số trừ 1. Tức là gì? Tức là nó sẽ in ra trước, sau đó nó mới kiểm tra cái điều khiển. Nên là ở đây mặc dù y nó bằng trừ 1 nhưng mà nó vẫn in ra. Đấy. Và ở đây thì mình sẽ thay đổi một chút. Ở đây sau khi in ra thì mình sẽ tăng y lên. Đấy. Và trong cái while này thì mình sẽ thay đổi cái điều kiện của nó, biểu thức điều kiện của nó. Đây mình sẽ cho nó bé hơn 10. Đấy. Rồi, và ta build cái đoạn code này. Đấy, thì nó sẽ in ra cái số từ trừ 1 cho đến 9. Đấy. Từ 10123456789 đấy, cho đến khi cái điều kiện này nó cái y này nó bé hơn 10, nó bằng 10 thì nó sẽ dừng lại đấy, và nó chỉ in ra cái số trừ trừ 1 đến 9. Thì cái vòng lặp do while này thì trong cái lập trình thì rất ít khi sử dụng, nó chỉ sử dụng trong những cái trường hợp đặc biệt như là mình muốn in ra một cái mẫu gì đó để xem. Đấy. Thì trên đây là một số cái thông tin và một số cái giới thiệu về cái vòng lặp do while. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.